trộn dầu dừa với thứ này rồi đắp lên mặt, da căng mướt, đẹp đến chóng mặt luôn. Với phụ nữ Á Đông, làn da trắng hồng vẫn luôn là niềm ao ước của bất kỳ cô gái nào. Chính vì thế, không quá khó hiểu khi nhiều người sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lớn cho mỹ phẩm, kem dưỡng, thậm chí là đến thẩm mỹ viện. Tuy nhiên, cách này khá tốn kém và không phù hợp với những người có điều kiện thu nhập thấp, và đáng sợ nhất là nó có thể để lại những hậu quả khôn lường. Do đó, tìm đến các phương pháp tự nhiên là cách được nhiều người áp dụng nhất, vừa rẻ tiền, dễ kiếm lại vô cùng an toàn. Dầu dừa vốn là một nguyên liệu làm đẹp rất phổ biến của chị em chúng mình. Video này kênh Phái Đẹp sẽ chia sẻ cùng các bạn một phương pháp làm đẹp mới cùng dầu dừa. Bạn sẽ phải bất ngờ khi những thần dược cho sắc đẹp của phụ nữ lại ở ngay chính trong căn bếp quen thuộc của mình đấy nhé. Các bạn cùng tham khảo nhé. Nguyên liệu chúng ta cần chuẩn bị là một quả chanh và một ít dầu dừa. Cách để bạn làm như sau. Chanh bạn bổ đôi, vắt lấy nước cốt cho ra một chén và lọc bỏ phần hạt đi. Sau đó cho thêm dầu dừa vào và trộn đều thành hỗn hợp đồng nhất. Tỷ lệ giữa các nguyên liệu như sau. Một thìa dầu dừa bạn cho khoảng 5-6 giọt nước cốt chanh thôi nhé. Vậy là xong rồi đấy các bạn ạ, rất nhanh phải không nào? Cách để bạn sử dụng hỗn hợp này như sau. Bước thứ nhất là bạn làm sạch da với nước ấm để lỗ chân lông giãn nở hết da. Sau đó bạn nhúng bông tẩy trang vào hỗn hợp trên. Ngâm bông tẩy trang trong hỗn hợp này khoảng 30 giây rồi thoa đều lên da. Nếu bạn không có bông tẩy trang, bạn lấy đầu ngón tay thoa lên da cũng được, nhưng có bông tẩy trang là tốt nhất bạn nhé. Bạn massage đến khi bông tẩy trang khô lại thì thấm thêm một lần nữa vào nước và đắp lên da. Bạn lưu lại hỗn hợp trên mặt khoảng 15-20 phút. Sau khi hỗn hợp khô lại thì bạn rửa mặt với nước sạch. Bạn có thể dùng một viên đá nhỏ che nhẹ nhàng lên da để lỗ chân lông thu nhỏ và da săn chắc hơn. Công dụng của hỗn hợp chúng ta vừa đắp lên mặt như sau. Nước cốt chanh và dầu dừa chính là nguyên liệu thần thánh được nhiều chị em tin tưởng sử dụng để có làn da trắng mịn và hồng hào tự nhiên. Dầu dừa vốn nổi tiếng với khả năng dưỡng ẩm và cung cấp nhiều khoáng chất cho da. Kết hợp chanh với dầu dừa sẽ giúp tẩy trắng, xóa mờ vết thâm cực kỳ an toàn. Đặc biệt, chất chống oxy hóa trong dầu dừa sẽ giúp ngăn chặn các gốc tự do gây hại cho da, làm da trắng sáng tự nhiên từ bên trong. Chanh có hàm lượng axit mạnh nhưng khi kết hợp với dầu dừa sẽ giúp kiềm lại khả năng bắt nắng, nên bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nhé. Hãy kiên trì áp dụng loại mặt nạ này 2 lần mỗi tuần. Chỉ sau một vài lần sử dụng, bạn sẽ thấy các vết sạm, nám, tàn nhang và các sắc tố đen trên da mờ dần, thay vào đó là làn da trắng hồng rạng rỡ và tươi trẻ. Hãy áp dụng ngay hôm nay để tự tin tỏa sáng với làn da trắng mịn và hồng hào bạn nhé. Chúc các bạn sớm có làn da như ý và luôn xinh đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh để được cập nhật các video mới nhất bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.